nào thì vào. Đấy, thử mày vào. Thử mày. Thử mày xem nào. À, được rồi. Được rồi. Được rồi. Rồi, rất là giỏi. Bây giờ chúng mình cùng xem bạn Thành mở món quà này xem là mẹ bạn Thành tặng bạn Thành món quà gì nhá. Nào cô, Thành đang mở quà nào. Quà giúp Thành nhá. Nào xem bạn Thành được tặng món quà sinh nhật là cái gì nhá. Thành bóc quà xem là cái gì nào con. Nào, bóc quà xem là cái gì nào. Wow, một bộ quần áo rất là đẹp. Được đoán thế. Nào Thành lấy ra xem nào.